nay xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người. Chào mọi người nha. Team của mình bữa nay có hai đứa. Mấy đứa cháu kia của mình nó đi học cho nên không có quay được nha mọi người. Rồi bữa nay hai đứa tụi con muốn quay clip gì? Thôi hai đứa ít quá, mình sinh tồn không được mà mình không có làm cái môn phái gì được hết đúng không? Vậy giải tán, nghỉ khỏe. Dạ. Về thân ơi, đá banh. Nó vậy hỏi giống ơi chứ hai bữa nay mình chế tạo đúng ơi, lâu rồi không chế tạo buồn quá. Ừ thà nói vậy. Rồi bây giờ quay ha. Dạ. Chế tạo đúng ơi, kiếm nào chế tạo mà đã chút. Hồi nào giờ á mấy chú cháu mình toàn là chế tạo vỏ lãi siêu tốc có động cơ không đúng không? Dạ. Hôm nay mình làm vỏ lãi siêu tốc không động cơ. Dạ. Sao làm được? Vậy đó, phải làm. Nó dở nhúc thôi. Thấy tóc mái đẹp mốt. Thôi nó dở lắm. Nó dở vậy thôi chứ con có ý tưởng hết rồi Út ơi. Út chỉ cần nói thôi là con ảo tưởng ra được cái đó rồi đó. Hồi nào giờ vỏ lãi mấy chú cháu mình làm có cái cục motor nè, pin nè. Hôm nay mình không có sử dụng mấy cái đó nữa, nó mới hay. Út nói ra là con suy nghĩ từ đầu Út ơi. Con thun rồi nè. Đó đúng rồi. Một con xe nè. Thiếu gì cái để mình làm động cơ. Sức người nữa. Đẩy. Út nằm chim bao thấy người ta chơi á, thấy mấy đứa nít nó chạy làm chạy dữ lắm. Nằm chìm bao thấy con gà nó gáy, bắt nước sôi lên con gà nó te ở đây. Mày cũng vậy chứ gì. Bắt nước sôi lên mày sợ không? Rồi sợ. Quay lại vấn đề chính đi. Bây giờ Út sẽ cung cấp cho mỗi đứa một miếng dán với một cọng thun. Sao có một cọng không Út? Quên một chùm thun. Đồng vậy nè mà chia bồ ha, mình làm một cáo nói ra cũng phải thi thố. Dạ phải thi đúng rồi. Đó giờ chưa tỷ thí với thằng khỉ bao giờ. Rồi để cho có động lực chơi, đội nào thắng 500k. Yeah. Anh mình nay tỷ thí với em hả? Coi như đền sao? Nói thiệt với em nghe nè, hồi đó giờ không ai chế tạo lên anh. Anh không mà. Thôi cái chiêu này xưa lắm mà em ơi. Anh đừng có ảo tưởng sức mạnh biết chưa? Hả? Biết rồi. Trời. Tao đã tán cái nét này bay văng rồi. Đàn bà mà tán gì đó, gặp đàn ông tán dữ lắm à. Mà chưa văng đi được nữa hả? Con đàn bà thúi tha kìa. Nhà mày cây con trai đó, mày phải mạnh mẽ lên cây. Phải mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ không nậu. Đã tao tán văng cái bà kia ra rồi còn bà khác nữa hả? Rồi bây giờ tụi con sẵn sàng chưa? Dạ chưa. Gì nữa? Muốn nói gì nữa? Chưa có giải thưởng mà Út. Ủa nãy Út nói 500k cho đội chiến thắng. Xin lỗi Út là rồi. Đi thôi. Trời ơi con không ngại hết chứ. Giờ anh em mình sẽ bắt tay vô làm cái vỏ lãi nha mọi người. Giờ để cắt tấm dán ra chia làm đôi đi. Rồi ai muốn làm gì là. Cái vỏ lãi của mình làm dài khoảng 2 gang nha mọi người. Còn vỏ lãi của em thì 2 gang và 1 lóng tay. Rồi em không biết một lóng. Thì cưa cái lóng tay mày để vô một khúc nữa là 2 gang lóng tay. Hôm nay mình sẽ chế vỏ lãi không cần động cơ nhưng mà chạy nhanh hơn động cơ người. Hồi đó giờ mình có thấy ai mà bơi lẹ hơn cái xuồng máy chạy không? Có. Là bị có. Cái máy nó bị hư đó. Sao? Cái máy bị hư có chạy được đâu. Còn người ta chèo một cái đi rồi máy bị hư đậu chứ được. Mình sẽ làm vỏ lãi bề ngang cho nó nhỏ thôi. Chạy cho nó giọt Út lông không? Không. Bữa nay xài cái đinh. Cái đinh vậy chứ không phải vậy đâu nha. Nó vẽ được trong mọi địa hình đó chứ đùa. Ủa mà cái này đua đâu ta? Đó giờ anh thấy vỏ lãi nào mà đua trên trời đâu, toàn là đua dưới nước không à. Thì tao hỏi là đua dưới sông hay đua trên ruộng á mà. Đua dưới sông. Khỉ bữa nay ăn xít cọp hay gì mày dám thách đấu với tao mày. Hồi đó giờ chưa ai thách đấu với tao mà thắng hết hết trơn. Hôm nay em sẽ phá bỏ giới hạn bản thân mình để có thể thắng anh. Chữ gì sao? Xong cái mũi nhìn hơi méo mà không sao. Méo bên đây chắc chạy cũng ngay chứ gì. Bình thường làm ngay đã chạy méo, bữa nay làm méo chắc chạy ngay đó. Mà nó xong cái đáy này nha, giờ mình sẽ làm cái be với cái đít. Thấy nó mạnh không? Bẻ một cái là gãy liền. Mình sẽ làm bên bự bên nhỏ cho nó sang. Làm không được ngay mà rửa thù hoàn cảnh hả mày? Làm phải cho nó ngay ngay vô chứ. Của mày không lẽ bên bự bên nhỏ. Mình ngồi gần phải không? Copy nó dễ à. Wow. Trời ơi ba em copy luôn. Mà trình độ em không có, cũng vậy à. Người ta nói học tài thi phận. Để như em dở thì thi em copy được hay sao? Vậy hả? Đây là cái đít nha mọi người, dán vô đây là xong. Tại cái đít anh dán vô hả? Không phải cái đít bự cho đó. Hồi nãy tôi bị lỗi, tôi méo một bên. Ủa cha copy cha méo một bên luôn hả? Copy mới là y chang vậy chứ. Súng Út mua mà lúc nào cũng xịn hết nha mọi người, nên nó banh hết. Người ta càng ngày càng giàu còn mình càng ngày càng nghèo nha. Nay sử dụng quyệt luôn. Kèo bút lông còn không có, lấy vẽ là hiểu rồi đúng không? Wow. Đầu hàng. Thôi đầu hàng chi, cưa đang miếng bỏ. Có miếng dán bị một ăn nữa, xui ghê thiệt chứ. Rồi, mới sắt xong cái lỗ, con cá lỗ tiếp, có ngọt chổng luôn. Số thật là nhỏ, tay. Wow. Này mối ngọt không? Con mối em. Xong cái đó tới hai bên bè. Trời ơi, cái đáy bị lũng rồi anh Phong làm sao? Cái đáy bị lũng thiệt mày? Thiệt. Trời ơi, cái đáy đừng có để cho nó lũng, lũng kỳ lắm. Ừ. Đâu, có thế không? Đâu, có thế không? Dạ. Bị lũng mà. Em kêu cái đáy nè, em dỡ lại nè. À, từ cái đáy kia mà cái đáy kia có lũng đâu. Hai lũng ba lỗ thấy gì? Đâu, một lỗ hai lỗ, một lỗ ở đây nữa nè, ba lỗ. Giờ mình sẽ mài cho nó đẹp ra nha. Nếu như các bạn nhỏ muốn mài á thì đừng có mài luôn nha. Ta muốn làm nhưng mà anh không cho mài là sao? Mấy cái máy này nguy hiểm lắm nè, phải nhờ người lớn mới được. Nhưng anh lớn, em nhỏ, em hồi không phải nhờ anh. Wow, anh Phong nhuộm tóc khi nào không Phong? Hả? Phong nhuộm tóc khi nào hả? Mới nhuộm nè. Mốt đừng kêu Phong Xù nữa, đọc tên là Phong Khoa Nghệ á. Phong Khoa Nghệ hả? Ừ. Là sao mày? Ngã tay nè. Trời ơi, da vàng Việt Nam mà da phải vàng. Wow, đã với ta. Chứ sao? Đóng thêm bên nữa làm chỗ ngồi được rồi đó. Vô lãi người ta vậy mình làm mà ngồi. Cái máy cắt này anh em mình sử dụng rất thông thạo nha mọi người. Còn mấy bạn nhỏ này không biết sử dụng thì kêu người lớn sử dụng giùm. Mình đã dán xong hai bên này, giờ mình sẽ dán trước này nữa là xong. Đó. Tại vì mấy chú cháu mình có hai cây súng bắn keo nhưng mà nó hư hết rồi, cho nên mình mới lấy ống quẹt mình đốt như thế này nha. Khi mà mình chích keo thì mình phải chích cho nó liền như thế này nha. Nếu mà nó chỗ nào không có keo là nó sẽ bị vô nước. Đó, mình đốt như thế này mình cũng phải để xa xa ra nè, chứ mình để gần là nó sẽ nhiễu vô ngón tay mình nha. Anh Phong làm phà chở cát gì anh Phong? Lái là đẹp gì phải chở cát. Giờ mình sẽ sử dụng máy khoan này để mình khoan một cái lỗ xe đít của cái vỏ lãi mình nha. Rồi. Giờ mình sẽ đục hai cái lỗ để mình gắn thun lên nha. Đây là vỏ lãi tam giác vàng của mình. Wow. Cái tam giác vàng của mày thấy hơi bị nghi rồi đó nha. Một lát đi, nó chạy rồi anh sẽ thấy. Coi chừng út quay theo không kịp luôn á. Chạy nhanh cỡ đó đó. Khỉ mà bữa nay chế tạo là cũng dữ lắm rồi đó. Khỉ từ từ cũng tiến quá thông minh lên chứ. Mình sẽ lấy dầu ăn mình chà lên cho gỗ nó sáng. Trời, làm chi cho kỹ không biết nữa. Hồi 500k thuộc về em mà. Vậy đó sao? Tự tin chứ à. Tự tin, khoe cá tính. Nói gì thì nói chứ thắng thua cũng phải cho nó đẹp chứ, không lẽ ẩu tả mày. Cái máy quạt này có công dụng không phải là mấy chú cháu mình quạt cho đựng nực đâu, mà thật sự là cái này mình mài cái này bụi dữ lắm. Nếu mà mình không quạt cho nó bay đi là mình sẽ hít. Ta dầu ăn xong rồi cái bắt đầu khò. Đây là cái ống nước lúc đầu là dày, xong cái mình ép cho nó phẳng ra như vậy, xong cái mình cắt cái chân vịt nha các bạn. Giờ mình sẽ cắt vòng tròn trước, rồi xong mình sẽ phân ra làm ba. Giờ mình sẽ cắt chân vịt ba cánh nha các bạn. Đó. Bây giờ mình sẽ có cái lỗ này để cắn chiếc đũa này vô. Giờ mình sẽ đục lỗ nha, lỗ để mình nhét cây sắt vô. Rồi cái lỗ mình đã đục xong, bây giờ mình sẽ nhét cái cây này vô lỗ. Giờ mình sẽ lấy cọng kẽm cột cho nó cố định lại. Còn ngay chỗ này mình sẽ nhiễu keo cho nước không chảy lên nha. Cái vỏ lãi này ngắn quá nên mình gắn cái cây này vô, gắn thun vô cho nó quay nhiều vòng hơn. Cái cây này sao giống cái cây đũa Út ăn hàng ngày quá vậy? Nó đâu, tại con ở không nên con lấy cái đũa Út con làm luôn. Ở không mà không dám chuốt được cái cây mà lấy cái đũa của Út. Đều dữ ha. Tới thành thể các chuyên dịch đi. Ủa anh Phong, sao anh điệu dữ hả? Điệu như mày? Hồi nãy em thấy anh mặc bộ đồ khác, giờ mặc đồ khác nữa thì sao hả? Trời ơi, tại gần hoàn thành nè, tao mặc đồ này đua nó mới hên. Màu của tao bữa nay hên là màu này nè. Quá điệu rồi. Thôi chơi mày thôi chứ nãy tôi lấy mấy ống nước nè cho mày làm chân dịch đó. Tao luồn luồn vô mấy con mít sau bắn muốn chết luôn. Nên mới tắm tao thay đồ không, tao thay làm gì? Nghĩ tao điệu cái đó à. Cái cơm ba của tao cố định, cơm ba của mình làm gì chở tới tao lui vậy trời. Nãy thấy anh Phong làm dễ lắm mà ta sao tới mình kỳ vậy? Kỹ thuật của em hả? Còn non dài xanh lắm. Học anh 10 năm nó đi vậy bạn anh. Cái chân vịt của mình đã hoàn thành xong rồi nha mọi người. Đây. Y chang tàu chiến vậy đó. Vịt bầu bầu đẹp lắm. Chảy đi nó. Cái chân vịt của thân khỉ bẻ thì nó sẽ như thế này nha. Nó người xem nè. Đó, vậy nó mới bắt nước được nha. Khi mà nó sẽ chặt như thế này dưới nước thì nó sẽ bắt nước. Thân khỉ cắt thì tương đối xấu nha mọi người. Giờ mình sẽ quấn thun vô cái chân vịt nha các bạn. Quấn để cho nó cố định vô cái sắt này. Nó sẽ cứng hơn mình dán keo nha. Tại mình không có cái loại keo xịn nên mình phải quấn thun. Tới lúc cuối thì mình chồng đây luôn nha các bạn. khá là ổn. Thì dịch người ta bữa về mà chứ dịch thân khỉ còn miếng à. Xài gì? Dục đi. Nhỏ lớn không quan trọng, miễn sao chạy nhanh được rồi. Vậy đó sao? Mình mới về thác 2 chùm thun nha các bạn. Mỗi chùm 12 cộng nha. Giờ mình sẽ cuộn đi trong đây. Lòn qua. Mình thiết kế cái móc này như thân khỉ, thiết kế chiếc đũa. Đó. Móc của cái chân vịt. Thế là xong, nhanh gọn lẹ. Các bạn nào rảnh á có thời gian chế tạo với mấy chú cháu mình chơi vui lắm nha. Biết nó chạy được thôi mà vui. Sao không? Cái giờ lại giờ mình sẽ dán miếng mốt vô nha các bạn. Tại vì cái đầu mình hơi nặng. Cái đầu nặng thì uống nước đi chứ sao cho miếng mốt vô không? Để thích được không? Thùng này mình hắt chùm 7, mình làm 4 nượt nha. Xong. Một đầu mình móc vô cái cây này, còn đầu còn lại móc vô cái chân vịt. Nhìn khá là đẹp nha. Kỹ năng lắm mới phát minh ra được vậy không? Giờ mình sẽ tới cái phần mà mình mong đợi nhất nha mọi người, đó là phần đua. Giờ mình sẽ xuống cái bến này mình đua nha. Cái bến này diễn ra biết bao nhiêu trận đua rồi đúng không? Đây. Rồi, vạch xuất phát ở đây. Tụi con chạy làm sao cho đụng tới cái mí bờ đó đó. Mình đua 3 lần, 2 lần thắng là thắng luôn. Dạ. Test động cơ hay khỏi? Dạ khỏi quá ơi. Khỏi ha, trời luôn cho nó kịch tính. Test động cơ cảm giác nó quay lại lần thứ 2 nó mệt lắm. Đúng đúng rồi. Rồi bây giờ là mình tính tốc độ nghe tụi con. Dạ. Rồi ok ha. Rồi đếm đi. Ai vừa xa vừa tốc độ sẽ thắng. Dạ. 1 2 3. Ô. À, tội quá à. Cái gì vậy? Vô đây. Cái gì vậy? Để mình đo thử cái này được mấy mét nha mọi người. Trời ơi, không được nửa mét. Sao của con nó xây có con chỗ màu ổ bơi. Ủa sao nó sẽ tròn không vậy? Con cũng không biết luôn. Cái này hình như là gùa tóc đó chứ cao tóc gì tụi con. Lần đầu tiên ai thắng ốc, con thắng không? Em hơn anh nửa thước mà. Vậy đó sao? Rồi, lần đầu tiên thì thân khỉ thắng nha. Rồi lần thứ 2 lần là thắng luôn đó nha. Dạ. Con tàu mày mày dặn nó chạy công thôi nha, đừng chạy thẳng. Cái miếng mốt này của thân khỉ cắt ở đằng trước nó hơi nhỏ hơn ở phía sau nè. Cái này theo như Út nghĩ là làm thật là dài ra thì nó sẽ hay hơn. Dài nó chạy sẽ đậm. Rồi chưa? Xuống nè. Rồi. 1 2 3 buông. Ủa sao vậy? Sao chạy trở lại luôn rồi? Tại thân khỉ nó đâm con ốc. Không là con đi xa rồi. Mấy thằng cháu mình nó làm gì trò hề cho thiên hạ hay gì hết trời. Cái này bằng với Út. Mình tính là sau khi động cơ ngưng nha mọi người. Chuyến này mình quay cho nhiều tương. Mình sẽ để bên đây cho nó chạy qua bên đó mới được. Cuốn phòng làm gì quay vòng tròn vậy phải không? Tại lần này anh chế mục đích để anh thua thôi. Chuyên dịch thì đứa nào làm cũng rất là đẹp luôn. Nhưng mà có điều sao để xuống nước cái nó xoay tròn như thế này nè. Rồi chưa thân khỉ lâu quá à. Chuyến này em phải quấn ngàn vòng ăn được. Sẵn sàng chưa? Để coi. Rồi thân khỉ làm gì vô tính chạy vô chỗ này hay gì thân khỉ? Nó bẻ lái rồi Út ơi. 1 2 3. Đó, qua đây. Rồi, tính sau khi động cơ kết thúc nha. Anh ơi, chạy lên. Rồi, hết. Thân khỉ đã thắng. Ôi ơi, chạy chỉ được chừng 2 mét mấy 3 mét chứ gì. Cuối cùng là con thắng phải không? Anh Phong nó thắng trong lòng khán giả rồi đó. Ôi cái tàu làm đẹp, chương dịch cắt thì quá ok. Thùng rất là mạnh nha. Mà mọi người xem là nó rất là cứng luôn á. Nhưng mà chạy không được rất là buồn nha. Đầu để tinh không test kìa. Coi nó có xoay mạnh dữ không? Xoay mạnh lắm Út. Các bạn có ý kiến gì thì hãy bình luận ở phía bên dưới nha. Cho nó được hoàn thiện hơn nha. Rồi nè, nhìn đâu. Nó rất là mạnh nha. Chạy vậy tàu mà xuống nước. Nó rất là mạnh luôn. Người bại trận ngày hôm nay cho ý kiến rồi. Dạ ngày hôm nay ăn thua thân khỉ rất là cay nha mọi người. Tại vì không biết sao thua luôn. Tàu nó nhìn cù bắp muốn chết mà chạy ăn cái tàu siêu xịn của mình. Người chiến thắng hôm nay có gì nói không? Đối thủ nặng ký như anh Phong hả? Còn thắng con cũng bất ngờ nữa mà. Nhưng mà thua vẫn thua thôi anh Phong. Anh Phong đừng có buồn nha. Buồn chứ mày. Tự nhiên thua với mấy nhóc con này. Tình. Người chiến thắng hôm nay đó là thân khỉ. Yeah. Rồi 500k thuộc về thân khỉ ngày hôm nay nha. Dạ. Cảm ơn anh Phong nhường em nha. Mốt trận sau anh nhớ nhường nữa nha. Thôi trận sau không có đâu. Trận sau gắng kiếm tiền để ăn Tết. Rồi video của mấy chú cháu mình cũng xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo nha. Bye bye. Rồi lên trển đi Út trao tiền cho. Dạ. Cảm ơn Út nha. Rồi lên nhà đi Út trao tiền.